Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, thông tin về thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ chuyển sang đầu quân cho câu lạc bộ Serero Osaka của Nhật Bản đã xuất hiện trên truyền thông của Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản trong những ngày đầu năm 2021. Lúc này vướng mắc lớn nhất mà hai bên phải đối mặt chỉ còn nằm ở vấn đề thủ tục giấy tờ. Sau đó Đặng Văn Lâm cũng đã vắng mặt trong các buổi tập gần nhất của Muông Thông United. Không hài lòng với thái độ của thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga, đội bóng thái lan đã tức tốc gửi tối hậu thư yêu cầu văn lâm trở lại đại bản doanh của đội bóng tuy nhiên người đại diện grusin andrey của văn lâm đã lên tiếng bảo vệ thân chủ của mình người đàn ông này cho rằng muông thông united đã vi phạm điều khoản tài chính đã ký kết với văn lâm dẫn đến quyết định đơn phương hủy hợp đồng tức giận trước phát ngôn của grusin muông thông đã lên tiếng phản bác đồng thời sẵn sàng kiện grusin và văn lâm lên fifa vì đã gây tổn hại đến hình ảnh của đội bóng Phía Văn Lâm cũng không hề cảm thấy e sợ và tỏ ra rất tự tin nếu như bị kiện. Mùa này Văn Lâm đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ thủ môn người Thái Lan Sompon Yos. Theo như tờ Ronarit thì đây chính là nguồn cơn của sự việc. Ở hai trận đấu gần nhất tại Thái Lích, Văn Lâm đều dự bị. Giám đốc của môn Thông United đã chia sẻ rằng thủ môn số 1 tuyển Việt Nam không hài lòng về điều này và đã chất vấn huấn luyện viên. Đội bóng Thái Lan đưa ra một giải pháp đó là thông qua các mối quan hệ của mình tại J-League Nhật Bản để chuyển nhượng Văn Lâm. Tuy nhiên, người đại diện Grusin Andre đã nói rằng hợp đồng giữa hai bên đã chấm dứt. Tôi khẳng định đó không phải là sự thật. Hai bên chỉ có hai lần cố gắng chấm dứt hợp đồng qua email mà thôi. Phía muông thông United cũng khẳng định rằng lý do mà Văn Lâm chấm dứt hợp đồng vì nợ hai tháng lương là không đúng. Ronaldinho chia sẻ đội bóng chỉ giảm 30% lương của cầu thủ trong giai đoạn Covid-19 và cam kết sẽ trả đầy đủ từ tháng 1 năm 2021. Họ có đầy đủ chứng từ hóa đơn biên lai chuyển khoản để chứng minh điều này đội bóng thái lan cho rằng đây chỉ là chiêu trò của ông grusin để nhân cơ hội chuyển nhượng văn lâm sang đội bóng khác ông conwi brianantakun quyền giám đốc điều hành thái lick cho biết rằng đến lúc này thì chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn kiện nào từ cả hai bên những gì mà chúng tôi biết được đều thông qua các phương tiện truyền thông và đang xem xét điều đó có vi phạm quy tắc của câu lạc bộ hay không về vấn đề không trả lương cho cầu thủ thái lick không có nhiệm vụ làm trung gian đó là vấn đề giữa cầu thủ và câu lạc bộ Tuy nhiên nếu như đội bóng vi phạm quy tắc trong việc trả lương cho cầu thủ thì họ sẽ nhận được các hình phạt. Có nhiều hình thức xử phạt ở trong trường hợp này. Chúng tôi có thể gọi đại diện của đội bóng đó lên nói chuyện trước. Nếu như vấn đề không được giải quyết thì họ sẽ bị trừ điểm, xuống hạng hoặc là bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Hiện tại giám đốc điều hành Ronald Reed của câu lạc bộ Muông Thông đã khẳng định rằng hợp đồng của Văn Lâm với câu lạc bộ Muông Thông United lúc này vẫn đang còn hiệu lực. Đội bóng không hề vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận tài chính vì thế câu lạc bộ sẽ kiện Văn Lâm lên FIFA. Trong khi đó, ông Andrey Grusin, người đại diện của Văn Lâm thì khẳng định rằng Muôn Thông United đã vi phạm cam kết về tài chính như điều khoản ở trong hợp đồng. Vì vậy, dựa theo quy định của FIFA, thân chủ của ông có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng của Thái Lan. Một khi FIFA thụ lý đơn kiện của Muôn Thông United và xử cho Văn Lâm thắng, thì đến lúc đấy, ban tổ chức Thái Lịch sẽ vào cuộc. Bởi như vậy là đội bóng này đã vi phạm quy tắc của giải đấu về nghĩa vụ tài chính đối với cầu thủ và sẽ bị xem xét xử phạt. Theo như điều 14 của Bộ Quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ của FIFA cập nhật vào tháng 6 năm 2020, hợp đồng có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên nếu như có lý do chính đáng. Ông Andre Grusin cho rằng Muông Thông United đã nợ Văn Lâm 2 tháng lương. Theo như quy định của FIFA, đây là một lý do chính đáng. Thực tế thì Văn Lâm đã không được đội bóng Thái Lan thanh toán đủ lương trong những tháng qua khi mà các câu lạc bộ tại Thái League đã thống nhất về việc giảm từ 30% đến 50% lương của các cầu thủ và thành viên đội bóng. Tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp nhằm giúp cho các đội bóng giải quyết vấn đề tài chính trong thời kỳ bùng phát đại dịch Covid-19. Do đó, FIFA cần phải xem xét đây có phải được xem là việc đội bóng chậm lương hay là nợ lương cầu thủ hay không. Bên phía muông thông thì cho hay đại diện của Văn Lâm mới gửi thông báo qua email, do đó việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên là chưa có hiệu lực. Cũng theo điều 16 bộ quy định này, hợp đồng không thể đơn phương chấm dứt vào giữa mùa giải. Mặc dù vậy, trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang gây tác động nặng nề đến các hoạt động bóng đá, nhiều khái niệm dường như là không còn phù hợp. Tương tự với trường hợp của Thái Lịch, mùa giải 2020 lẽ ra là chỉ diễn ra trong một năm dương lịch, nhưng dự kiến là phải chờ đến năm 2021 thì mới hoàn tất. Vậy trong trường hợp mà Đặng Văn Lâm thua kiện thì sẽ bị phạt như thế nào? Sau những phát biểu của người đại diện Andrei Grusin, Muông thông United đã tuyên bố là sẵn sàng kiện người đàn ông này vì những phát ngôn sai sự thật. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành của đội bóng này cho biết rằng Đặng Văn Lâm cũng sẽ phải chịu phạt. Andrei Grusin cũng không sợ thua kiện, mặc dù vậy, theo điều 17 khoản 4, nếu như điều này xảy ra thì họ phải bồi thường cho Muông thông United theo điều khoản và giá trị hợp đồng. Ngoài ra, Văn Lâm còn phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu từ 4 đến 6 tháng, có hiệu lực ở mọi cấp độ từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Do đó, nếu như Văn Lâm thua kiện thì đây sẽ là tổn thất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Dù chưa biết liệu rằng đôi bên có đưa vụ việc lên FIFA hay không, nhưng trước mắt điều này cũng ảnh hưởng đáng kể đến Đặng Văn Lâm. Những rắc rối với muông thông United có thể khiến cho anh lỡ cơ hội chuyển sang khoác áo của đội bóng khác. Lúc này thì ngoài Cerro Osaka của Nhật Bản, người nhẹn 27 tuổi còn đang là mục tiêu của Sporting Braga và Dynamo Moscow. Cho đến thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1993 vẫn bỏ tập, thậm chí là cắt liên lạc hoàn toàn với đội bóng của Thái Lan. Hai bên đều cho rằng mình đúng và sẵn sàng đối đầu với nhau tại phòng pháp lý của FIFA. Nếu như cuộc chiến này nổ ra, Văn Lâm sẽ gặp đôi chút bất lợi bởi vì anh tự ý bỏ tập suốt gần 2 tuần qua. Nếu như thắng, Văn Lâm sẽ được tự do ra đi đây cũng là điều người đại diện Andrei Grusin nhắm tới. Quan trọng hơn là khi ra đi theo dạng tự do, tiền chuyển nhượng được cho là rơi vào khoảng 1 triệu đô sẽ hoàn toàn thuộc về Đặng Văn Lâm và người đại diện thay vì là chảy vào túi của muông thông United. Bởi vậy, việc Andrei cố gắng kéo thân chủ của mình khỏi đội bóng Thái Lan là hoàn toàn dễ hiểu. Đương nhiên, muông thông United cũng không dễ bị qua mặt. Nhưng ở đây, Đặng Văn Lâm cần phải lưu ý rằng, nếu như cuộc chiến pháp lý với đội bóng chủ quản kéo dài, thì anh có thể bỏ lỡ kỳ chuyển nhượng trước mùa giải ở châu Á và giữa mùa ở châu Âu. Khi đó thì kể cả đã giành được tự do, Lâm Tây cũng phải chịu cảnh thất nghiệp. Đấy là chưa kể đến việc là nếu như thua kiện thì thủ thành số 1 tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với án kỷ luật từ 4 đến 6 tháng của FIFA. Kịch bản này sẽ khiến cho anh không thể chuyển nhượng cũng không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam để dự vòng loại World Cup 2022. Nhìn lại toàn bộ sự việc, Văn Lâm rõ ràng là nên sớm có động thái gỡ rối thay vì đặt chọn vận mệnh của mình vào tay người đại diện. Một triệu đô la là một khoản tiền lớn, nhưng nó cũng có thể trở thành cái bẫy khiến cho sự nghiệp của chàng tuyển thủ Việt Nam bị xa lầy. Theo như thông tin trước đó thì hợp đồng giữa Đặng Văn Lâm và Muông Thông United còn đến giữa năm 2022. Lúc này thì theo người đại diện của Văn Lâm thì đang có 3 đội bóng săn đón gồm có Dynamo Moscow của Nga, Cerro Osaka của Nhật Bản và Braga của Bồ Đào Nha. Thái Lích lúc này đang tạm hoãn do dịch Covid-19 và mối quan hệ đang rất xấu giữa hai bên, gần như là chắc chắn Văn Lâm sẽ chuyển sang đội bóng khác. Vấn đề là anh sẽ đi theo cách nào mà thôi. Trong phát biểu mới nhất của mình để đáp trả phản ứng của lãnh đạo Muông Thông United, người đại diện của Văn Lâm đã chia sẻ rằng Các bạn thân mến, tôi và Đặng Văn Lâm sẽ phát biểu thêm khi mà FIFA công bố quyết định cuối cùng về việc ai đúng ai sai. Chúng tôi tôn trọng các quy tắc của FIFA. Theo như báo chí của Thái Lan thì nếu như không thể hòa giải và chia tay trong êm thấm, Vụ việc sẽ được phòng giải quyết tranh chấp của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định. Nếu như thắng, Đặng Văn Lâm sẽ được tọa nguyện sang đội bóng khác. Thế nhưng nếu như thua, thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam sẽ bị đội bóng phạt nặng. Còn người đại diện Andrei Gursin thì có thể bị cấm hành nghề ở tại Thái Lan. Cách tốt nhất vẫn là hai bên ngồi lại để tìm được tiếng nói chung. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo